Rồi cái tiêu ối nó to để cứ tính tạm thời tính thế. Nhưng cái gì được tìm thai mà tìm thai như này đây. Đây là xanh, xanh chị ta. Tiêm hai này. 141 chu kỳ tiêm chút. Cứ đo xem tuổi thai nhé. Đường kính tuy ối. Bảy tuần ba ngày. Đường tuy ối tròn này nhỉ. Nán nuôi rau bám xung quanh này. Thai khỏe nhỉ.